chào các bạn. Một trong hai phần mềm để điều khiển và để kiểm tra tín hiệu ghi được theo thời gian thực là Suo Plus Motif, dùng cho cả iOS và Android. Chúng ta có thể vào cái kho của họ để chúng ta download về và chúng ta trải nghiệm. Và đây là cái bảng để chúng ta chọn cái tần số lấy mẫu của tín hiệu audio được ghi vào. Thông thường thì chúng ta chọn 16/48 hoặc 16/41. Trong trường hợp mà bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì Sua cung cấp một cái bảng hướng dẫn bằng cách là chúng ta nhấn vào Learn More. Đây là bảng demo của các loại mic thuộc dòng Motif khi mà chúng ta sử dụng chung với điện thoại. Trên bảng demo này thì Sua cũng có gợi ý cho chúng ta các cái cấu hình đặt trước. Tùy theo cái cấu hình đặt trước này và các cái tham số khác của mic, người ta có gợi ý cho chúng ta từ mic gain cho đến mức ngưỡng của tín hiệu, rồi giải tần, vân vân. Trong trường hợp mà chúng ta không bằng lòng với cái giải tần của âm thanh mà chúng ta đã thu được thì chúng ta có thể dùng cái bảng equalizer này để chúng ta điều chỉnh tần số. Sau khi chúng ta ghi âm xong, phần mềm này còn cho phép chúng ta cắt sửa một cách đơn giản là cái hình cái kéo bên cạnh nút tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem clip này.